Phần 2. Bây giờ em sẽ giới thiệu sơ qua các phím nút bảng điều khiển ở trên máy. Thì phần đầu tiên á là nhiệt độ. Nút núm vặn thứ hai là tốc độ. Núm vặn này là nút check, này là để kiểm tra xem coi máy nó dập đủ nhiệt độ phù hợp chưa. Thì ấn vào đây để check trực tiếp cho đầu dập dập trực tiếp ở đây. Tiếp đến thì ở đây nó sẽ có hai nút gạt tương ứng với hai chế độ, một là continue, hai là on check sweep, là nó sẽ dựa theo tốc độ mà nó sẽ dập từng nhịp, còn continue là nó sẽ dập liên tục, chạy liên tục. Thì lúc đấy anh chị sẽ tăng và giảm tốc độ phù hợp để khi mà mình đưa mặt hàng vào. Còn nút power này là nguồn của máy. Tiếp đến là đèn, đèn báo hiệu, và đây là cầu chì. Thì phần này mình khi nào mà có trục trặc kỹ thuật xảy ra thì mình mới kiểm tra. Tiếp đến ở đây là do là có hai chế độ, thì chế độ thủ công á mình sẽ phải dặm bằng chân này, bằng kết nối bằng đạp, được kết nối trực tiếp vào phía sau máy, trực tiếp vào máy. Còn chế độ auto thì không cần phải gắn vào này, nhưng mà mình nên sử dụng bằng bằng đạp để cho nó sẽ dễ hơn và sử dụng nó mượt hơn là chế độ auto. Thì phần bàn đạp sẽ được gắn phía sau máy ngay vị trí này, có hai điểm sẽ đặt vào lỗ. Sau đó siết núm vặn để giữ cố định sợi dây. Tiếp đến bật công tắc nguồn. Khi anh chị mới vừa khởi động máy á, thì mình sẽ dặn nhiệt độ cao lên để cho đầu in nhiệt của máy dập nó đạt được cái mức độ nhiệt phù hợp. Và lưu ý giúp em, bên tay phải này nó sẽ có một cái cần gạt tương ứng cho hai chế độ, một là automatic, hai là foot control, là dựa trên cái bàn đạp. Bây giờ em đang gặp ở chế độ là foot control, là sẽ dựa trên bàn đạp. Và tốc độ em đang để test là 3. Bây giờ em sẽ bấm nha. Máy sẽ dập. Đấy. Thì tùy theo tốc độ mà nhanh hay chậm là anh chị đưa sản phẩm qua để dập test, mình có thể tăng lên. Rồi, anh chị khi mà muốn chuyển sang chế độ auto thì không cần cũng cũng không cần phải tháo bàn đạp ra, mà để gọn qua một bên. Sau đó gạt cần gạt về chế độ auto. Ở chế độ auto á, anh chị sẽ dựa theo cái tốc độ nhanh hay chậm, nhưng mà phần này nó sẽ giảm lại vì là auto nó sẽ nhịp nó sẽ nhanh hơn là cái phần mình dặm bằng chân. Và khi anh chị để chế độ auto thì đồng nghĩa là anh chị phải gạt qua on check sweep này để dựa trên cái tốc độ của cái zoom vặn tốc độ phù hợp. Còn khi mà anh chị chuyển ngược về chế độ mà thủ công thì cứ gạt cần này về phía sau để kích hoạt. Đồng thời anh chị gạt nút về continue. Gạt cần gạt của hai bộ điều khiển này về continue. Và em dặm lại nhé. Để khi dặm thì cái chức năng này nó sẽ nhận được lệnh liền. Còn nếu mà mình chuyển sang chế độ này mà mình dặm thì nó sẽ có một cái khoảng thời gian nhất định nè. Đó, anh chị phải giữ nè, đạp và giữ thì nó mới 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 hoạt động được cái độ dập. Còn khi mà anh chị để gạt về đây continue thì nó sẽ nhận liền. Nó nhận liền, mình ấn là nó nhận liền. Khi nào auto, lưu ý với em, khi nào auto thì gạt nút sang on check sweep để dựa theo tốc độ trên này. Còn khi nào mà thủ công thì mình sẽ gạt vào về continue.
Còn nhiệt độ lúc mà anh chị đã tăng lên nhiệt mức phù hợp rồi á, thì để mà không bị đứt mực thì anh chị dặn ngược về tầm mức 3 và 4 để cho nó giữ lại cái nhiệt không bị quá nóng và cũng không quá nguội, để không khi mình dập nó không bị mất chi tiết của cái thông tin trên sản phẩm.